Bồ lê thị tám xa châu châu lúc sông nhót châu rò châu xà quản hùng rông sầm sơn u lũ ninh sò nhẹ cường gạo rê nó bò tám châu lò tè tờ lò chứng mô rò mù trì tàu bò tùn xài lò bát lữ chỉ rông lì luôn lử tù lũ ninh tờ bò xí hợp đầu bò linh do tò kẻ bán tờ câu lạc bộ xí ba nhót châu xà quản hùng cho thành viên nhót châu câu lạc bộ tứ xí lông tu sái chùa thiếu bá bò sổ nu cú xử lý bá bò là đầu tiên kể sò nhẹ tờ lũ ninh vì trong lúc nâng dọn nhẹ ý giả lý bộ tám, mà cụ xá tia, kế sĩ bán tờ trồng hội viên, lầu nâng dẫy khỏi rồng cường gạo, bá bò lạn hậu tê kế dọn nhẹ, nhót trầu lúc nâng xuống nu. Rồi nó hội lầu nâng hậu sánh Thanh Hóa một cha báo bùa trầu trầu xía lên hội viên, nhót trầu tàu xuống đầu, hội lầu nâng xô cấp, tứ tánh tràn tàu lúc họ phía, tu sái chùa, xấu xía đa do trầu trồng lầu nâng, xua sông, hội lầu nành thua cấp tứ tánh tra cho trong kia chữ gì cua kho mò chỉ chỗ nhà trâu trên chầu xía lên lầu nành cu xử lý mù chùa mua khổng bì trâu to trâu chầu trí xía lên lầu nành của lúc nành giỏ nhẹ mua mò do trong tờ hội lầu nành thua cấp tứ khách tờ câu làng bộ do ít kho sông cường gạo ba tàu chở lầu nành nhỏ lò rẻ mua đà mua rò ca xía câu lạc bộ liên thế tự giúp nhau đó nói riêng á, riêng nó cho câu lạc bộ tờ trồng lâu ninh do khỏi trình chính cường gạo đầu nó tứ ba sở tàu do tu sái chùa sông đua xô trà xô dạ trâu trồng lâu ninh công lớn việc nhỏ của các cái thành viên do cho họ lử tu sái chùa sơ xía đa do trâu cho lâu ninh kênh thuật ra sử dụng lũ son tờ cho lâu ninh dịnh tàu sẽ lo thông tờ cho lâu ninh cu trình sở tàu bắp lờ chữ gì thía xuống bề tờ dù cổng hậu ua tế hậu lửng thuật giả ua nậu hậu chỉ khó chế rõ chia bỏ hử hứa chùa thiết mó xế cho ua lúc họ phía xí từ lâu nâng ua ỉa trọ lâu nâng do đại ỉa chia mi tú mi nhùa chầu cờ ua trở thở chia ua tía tế hậu lửng thuật giả ua nậu hậu nhất trầu chế rõ chính trả chúng tôi tiếp tục phát huy cái phong trào tuổi cao gương sáng và bé dình trả cá sĩ rộng lũ họ phía trồng lầu nình của ỉa trọ, thiết họ phía tàn cho sở đời sĩ bá nhia, trê thơ trầu trồng lầu nình, sĩ rộng lũ rộn tờ trồng lầu nình, nó chưa khó hồ lửng cho uống rung rảnh tờ trồng lầu nình. Dình rộng cường gạo, bá tàu cho lầu nình đầu trẻ tích kế dò nhện tờ lũ nình, thiết chỉ khó tàu lũ nình nhớ cả sĩ. Cho tùa rộng thế dân trị của tàu, nhớ trầu sĩ hở tùa, trồng lâu nay học sánh Thanh Hóa, dù trả các cổng tên cho tàu xua bá bơ cho ua sông đề án, tu sách chùa cho lâu nay, sĩ rông lũ son tờ trồng lâu nay, cho các sở do trong xã hội. Sở ua tía chủ mô dân chi chương trình tế trở cho tờ lòn tờ núng trồng lâu nay.